Bận công việc, ngưng thuốc, người đàn ông bị đột quỵ. Công việc bận rộn tự ngưng thuốc 5 ngày, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị đột quỵ khi làm việc, liệt tay trái, méo miệng. Chiều ngày 11 tháng 4, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu một người đàn ông bị đột quỵ do tự bỏ tái khám và ngưng thuốc. Bệnh nhân là ông H, 46 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông H đã được theo dõi điều trị rung nhĩ và uống thuốc kháng đông. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, ông tự ngưng thuốc trong 5 ngày. Trong lúc đang làm việc, ông đột ngột bị liệt tay trái, méo miệng, được người thân đưa đến cấp cứu. Tại khoa cấp cứu, quy trình báo động đột quỵ được kích hoạt. Người bệnh được chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não vì tắc mạch máu lớn nội sọ do huyết khối và được chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học tái thông mạch máu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ba Thắng, trưởng đơn vị đột quỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết việc chủ quan bỏ thuốc kháng đông khi đang điều trị dự phòng có thể là nguyên nhân dẫn đến biến chứng đột quỵ. Đây là một trong những biến chứng đáng sợ nhất của bệnh rung nhĩ. May mắn là ông H được cấp cứu can thiệp kịp thời nên qua cơn nguy kịch và tránh được hậu quả nặng nề. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.